trách đời vì rồi vô anh em ơi, bên này bán bàn cối nha, hay không Tuấn Vũ, hai này Giao Linh, Giao Linh Chế Liên, Tuấn Vũ, Tuấn Vũ nha, Giao Linh. Ui giời, ông chú nào ông thu bàn hay quá cả. Anh em thấy bàn không? Dạ mà 300 ngàn cuốn mà không chơi này nè. Đang nghe này nè. Từ từ nha, từ từ nha. Đang nghe cuốn này luôn này. Rồi. Rồi nói cái nha, đợi bạn quay. Này bán mấy món này nha anh em. Sẵn bán bàn luôn. Bàn là 300 ngàn một cuốn nha anh em. Bàn rất là hay nha anh em nghe nè, như CD luôn không? Nói chung ông chú nào thu bàn hay. Mình cũng có chơi có biết. Nghe lại nè anh em. Dạ hay thu hay. Hay nó hay. Anh nghe ở đây. Bao lâu ai mà mấy anh mấy chú nào thích bàn cối nè, đó con này là ba motor nha, con này có lẽ chắc phải ở lại với đội luôn rồi. Test máy nè, anh nhích lên chút nghe này nha, to lắm, nghe cái âm ly bình thường thôi nha nè. Tôi quên, tôi đã quên rồi em, gian dở khi tình yêu tôi không xây thêm bàng hoàng. Tôi quên, tôi đã quên.